Dạ em Tùng à, chào anh em. Thì hôm nay mình lên cho anh em xem cây bê tông 40V mắt Makita HR008G. Thì cái thang máy này nó được bảo hành 1 năm nha anh em, của hãng. Thì giá của bên mình sale thì khoảng 7,5 triệu. Những cái chỗ khác thì họ bán khoảng 9 triệu. Rồi ok, tem chống hàng giả rồi các kiểu, bảo hành 1 năm mới 100%. Em Tùng gửi đến anh em bao gồm có khoang đục nè, khoang này và đục. Và đặc biệt đó sử dụng con là 40V. Rồi mình lấy cái cục 5A này ha, 40V. Em này thì lực nhịp của nó, lực đập của nó là 4 rung. Tốc độ của nó, tốc độ nhịp đập của nó là 4.500 vòng trên phút. Và đầu kẹp của nó là đầu kẹp phổ thông 13 ha anh em ha. Rồi cái thân máy nó nặng khoảng 5,2 kg. Nếu mà đi kèm với pin 4A thì nó nặng khoảng 6,8 kg. Và có điều chỉnh tốc độ luôn. Điều chỉnh tốc độ ở đây 1, 2, 3, 4, 5 ha. Con này thứ sử dụng cái mũi khoan bên trong mà anh em rút lõi khoan thì nó khoảng 80 mm luôn anh em ạ. Con sắt thép thì 13 ha. Tốc độ không tải của nó là khoảng 8.4. Rồi gửi anh em xem.